Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vi Benqui. Và như tiêu đề thì trong video ngày hôm nay, Vi sẽ hướng dẫn cho các bạn kiểu make up trong các ngày lễ ở trường. Và đặc biệt là ngày 20 tháng 11 sắp tới. Dù là kiểu make up cho đồng phục hay là áo dài, thì với tông màu ngày hôm nay Vi hướng dẫn thì Vi nghĩ rằng các bạn sẽ lung linh hơn và tỏa sáng hơn trong các ngày lễ ở trường. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì Vi sẽ sử dụng concealer của BA để apply lên quầng thâm mắt, hai bên cánh mũi, khóe miệng và đồng thời làm lớp base cho highlight thì Vi apply concealer lên cả trán, sống mũi, phần nhân trung và phần cằm. Vi dùng mousse swatch hình giọt nước như thế này để apply cho dễ dàng và concealer có thể được đều hơn. Tiếp theo Vi sử dụng Blur Wearing Foundation của Eclipse để apply lên cả gương mặt, đồng thời là xuống dưới cổ để cho cái lớp nền của Vi trông mịn hơn và có độ khỏe bám lâu hơn. Với những bạn mà cảm giác mình thường xuyên bị đổ mồ hôi thì Vi nghĩ bạn bỏ qua bước này cũng được, bởi vì bước này có thể sẽ làm bạn nóng hơn hoặc là nếu như bạn không quen make up. Rồi tiếp theo Vi sẽ sử dụng Eclipse Blur Powder Puff, đó chính là một bé đào rất là dễ thương. Bên ngoài thì em nó được trang bị một lớp vỏ hồng khá là xinh xắn và khi apply lên thì chắc chắn phấn phủ thì sẽ giúp cho lớp nền của chúng ta được mịn hơn. Tiếp theo là đến với bước phấn mắt. Thì đầu tiên Vi sẽ sử dụng một màu M006 của Eclipse để mà tán lên phần hốc mắt, tạo điểm nhấn cho mắt của mình. Các bạn nào chưa quen thì cũng có thể bỏ qua. Sau đó thì Vi sẽ sử dụng bảng Color School màu cam để mà apply lên cả bầu mắt. Rồi lại tiếp tục lấy cái màu nâu của Eclipse ban nãy để mà đánh vào cái phần đuôi mắt ở phía dưới để mà mắt mình có cái độ sâu, chiều sâu và nhìn nó có điểm nhấn hơn là nếu mà các bạn để cam một màu như vậy. Và các bạn nhớ là bất kỳ đánh mắt hay là mình làm cái gì thì các bạn cũng nhớ là phải tán cho thật đều nha. Mắt trên của mình là apply màu cam, màu nâu đúng không? Thì ở dưới mình cũng được apply tương tự những cái màu như vậy á. Nhưng mà có điều là ở dưới thì các bạn sẽ tiết chế lại. Và sau đó thì Vi sẽ sử dụng một màu nhũ của BA, màu số 11, Tears Ocean. Đây là một dòng shadow của BA, nhìn rất là xinh, có một cái lớp nhũ rất là lấp lánh, bling bling. Thì mình sẽ apply để cho mắt mình lung linh hơn nè. Tiếp theo thì Vi sẽ sử dụng BA Lash Auto Gel Eyeliner màu 01, là màu đen của BA, để viền một đường thật mảnh ở mi mắt trên của mình. Gần đây thì Vi đã tìm được một dòng eyeliner rất là dễ dùng cho những bạn nào mới bắt đầu tập make up, cũng như là những lúc mình vội. Vi khuyến khích là các bạn nên dùng thử cái dòng eyeliner gel của BA. Và tiếp theo cũng không thể thiếu, đó là Vi tiếp tục dùng BA Lash Auto Gel Eyeliner, nhưng lần này thì Vi dùng màu số 3, là một màu nâu đất. Thì Vi sẽ viền ở cái phần đuôi mắt dưới á, sẽ giúp cho mắt của mình sâu hơn nè, đậm hơn và cảm giác như là mắt nó to hơn. Tiếp theo thì mình sẽ bấm mi và chút mascara. Mình dùng mascara của BA Lash Salon Mascara. Đây là một dạng mascara giúp cho mi dài hơn, cong hơn, dày hơn, rất là xịn và cũng rất là phù hợp khi mà chúng mình đi chơi hay là đi những cái ngày lễ ở trường như thế này. Tiếp theo Vi cũng sẽ dùng một dòng sản phẩm rất là mới, đó là BA Lash Highlighter màu 04. Thì cái dòng mới ra đây là một dòng highlight. Tiếp theo cũng là một lưu ý nhỏ là nếu mà các bạn muốn make up và với một cái trời sáng khi mà mình đi dự lễ ở trường thì Vi nghĩ là các bạn nên apply cho cái màu, tông màu của các bạn nó sẽ đậm hơn một chút xíu, nó không phải là nhạt quá. Khi mà mình lên hình đó thì mình cũng sẽ không thấy gì hết. Đến bước highlight tạo khối cho gương mặt của mình, Vi sẽ sử dụng hai bé nhà Eclipse. Với bước tạo khối trước, Vi sẽ tạo khối cho sống mũi của mình. Vi sẽ dùng cọ để mà tán phấn lên hai bên sống mũi của mình nè. Rồi sau đó thì Vi sẽ dùng một cái cọ có đầu lớn hơn để mà apply cái tạo khối lên xương hàm của mình, đồng thời là tán lên cái xương gò má của mình nè. Tán thật đều để cho gương mặt của bạn không có bị đen hay là không đều màu nha. Và đến bước highlight, Vi sẽ dùng tay để dễ apply hơn lên sống mũi của mình, phần nhân trung, phần trán và phần dưới cằm, lên cả gò má nữa nha các bạn. Và bước cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là son. Vi sẽ son một màu đơn giản thôi, bởi vì chúng mình đi học mà không cần phải rườm rà quá đâu. Thì Vi sẽ sử dụng son của BA, dòng BA Lash Lipstick màu số 18, là một màu cam đất.
Vi sẽ dùng son này tô lên full môi của mình. Cuối cùng thì Vi cũng sẽ sử dụng Lively Liquid Glitter Shadow để apply lên môi của Vi. Apply ở phần giữa môi, cả môi trên lẫn môi dưới nha các bạn. Ta-da! Và makeup cho ngày lễ ở trường cũng đã xong. Và nếu các bạn thích tông màu makeup hôm nay mà Vi đã chia sẻ cùng các bạn thì các bạn hãy like cho Vi một like cũng như là subscribe để theo dõi các video tiếp theo của Vi nha. Nếu có góp ý gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới để mà Vi đọc. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!